Chào các em khối 1 thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập của tuần 2 nha. Và bài tập của tuần 2 của chúng ta đó là bài tập thuộc chủ đề 1, thế giới mỹ thuật. Và bài số 2 đó là bài chấm. Chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ đến với bài tập của trang số 6 nha. Bài tập của trang số 6, người ta yêu cầu mình hãy tiếp tục sử dụng các chấm màu để trang trí ly kem. Ở trong sách của mình có một cái ly kem sẵn như thế này ha. Một cái ly kem rất là dễ thương, và nhiệm vụ của mình sẽ sử dụng các chấm màu để trang trí ly kem. Và các bạn lưu ý là sử dụng các chấm màu đây, giống như thế này này, nó có những cái chấm 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 vậy, mình cũng dùng màu để tạo ra các chấm như vậy để trang trí cái ly kem của mình. Rồi để tạo ra các chấm thì các bạn phải có những cái cây màu nhọn nha, phải có những cây màu nhọn thì mình mới tạo ra những cái chấm đẹp được. Còn nếu mà cái cây màu của các bạn nó to quá, cái ngòi nó to quá, nó thô quá thì các chấm của mình nó sẽ bị to và nó sẽ không có đẹp. Rồi, các bạn có thể sử dụng màu theo ý thích của mình và trang trí những cái họa tiết chấm chạy theo ý thích của mình. Ở đây cô sẽ trang trí cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Rồi, cô sẽ sử dụng màu đỏ để chấm tiếp kế bên cái những cái chấm màu đỏ của mình. Đây, các bạn từ từ chấm những cái chấm tròn nhỏ như thế này. Một. Chấm một vòng ở phía trong cái vòng màu đỏ của mình ha, để cho màu sắc nó sặc sỡ này, đẹp mắt hơn. Thì cô sẽ chuyển sang chì màu cam, cô sẽ chấm tiếp vòng màu cam phía trong. Rồi, cô xong vòng màu cam, cô sẽ tiếp tục chuyển màu màu nữa, đó là màu vàng. Cô sẽ chấm màu vàng ở trong cùng. Rồi, cô được một mảng ở phía trên của ly kem mình nè. Bây giờ cô sẽ tiếp tục làm cái phần mảng ở dưới của ly kem. Cô cũng sẽ làm một cái vòng phía trong màu đỏ. Chấm những cái này là muốn đẹp đó thì các bạn phải tỉ mỉ từng chút một nha, mình không có được vội vàng, mình không có được ẩu, mình làm từ từ thôi. Rồi, tại vì cái phần này nè nó to hơn cái phần trên đây, cho nên là cô quyết định là cô sẽ đi thêm một đường ở trong nữa, sẽ có một đường chấm tròn ở phía trong nữa. Bây giờ thì cô sẽ đổi màu cam. Rồi, phần còn lại ở phía trong thì cô sẽ đi một đường những chấm tròn màu vàng. Không. Bây giờ là cô xong cái phần hai cái mảng kem ở trên phía trên rồi nè. Cô sẽ tiếp
tục cái phần này chắc có lẽ là phần siro dâu hay là gì đó mà người ta nhiễu vô kem cho nó thơm nó đẹp. Nhưng mà ở đây màu đỏ, màu vàng, màu cam rồi, thì nếu mà siro dâu thì nó sẽ không có nổi bật cho lắm. Bây giờ chắc cô sẽ chọn màu xanh lá là siro bạc hà. Cô sẽ chấm đầy những cái chấm tròn vô. Rồi cái phần bên dưới này cô sẽ chọn màu xanh nhẹ. Rồi cái phần này chính là cái phần ly, cái phần cái ly kem à, ở đây người ta có sẵn màu vàng rồi. Cái vòng màu vàng thì cô sẽ sử dụng màu vàng ở phía trong luôn. Rồi ở phần dưới thì cô sẽ ở trên đây màu nó hơi nóng một xíu cho nên ở dưới đây cô sẽ chọn màu cho nó mát lại ha. Cái ly kem của cô màu tím này. Rồi, phần trên đây cô sẽ sử dụng một tím nhạt hơn. Rồi, bây giờ thì cô còn phần trang trí cái ly kem hai trái tim. À, ở đây trái tim màu đỏ ha. Sử dụng những chấm tròn luôn. Giờ thì ly kem của cô đã hoàn thành rồi nè. Các bạn thấy có đẹp không? Các bạn hãy cố gắng tỉ mỉ và cẩn thận chấm những cái chấm tròn để ly kem của mình thật là đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập ở trang số 7 nha. Và nhiệm vụ ở trang số 7 của chúng ta đó là hãy dùng chấm màu để thực hiện bức tranh theo ý thích. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, ở đây người ta có một cái bức tranh đó là một chú rùa, bức tranh thứ hai đó là một cái bàn tay, và người ta chỉ dùng những chấm màu để trang trí ở bên ngoài thôi, bàn tay người ta để trắng, đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt đúng không? Và bức tranh thứ ba đó là một con bướm. Một con bướm này thì được dùng chấm màu để trang trí cả ở trong con bướm và ở ngoài nền luôn. Còn chú rùa này thì ở trong chú rùa thôi, không có ở ngoài nền. Và chúng ta có thể chọn một trong ba cách này để chúng ta thực hiện cái bức tranh của mình. Và chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái họa tiết nào để chúng ta vẽ, ví dụ như là lá nè, hoa nè, hình ngôi nhà nè, hình trái tim, hình cây dù, vân vân và vân vân. Và bây giờ cô sẽ chọn họa tiết một cái lá nha. Và đầu tiên mình sẽ dùng bút chì để mình vẽ ra cái họa tiết mình muốn. Giờ cô sẽ vẽ họa tiết một cái lá. Và bây giờ cô sẽ vẽ một cái gân lá ở trong nối với một cái cuốn lá.
Rồi, và cô sẽ chia mảng của chiếc lá ra. Chia mảng của chiếc lá ra như thế này. Thì một tí xíu nữa cô sẽ dùng chấm màu để trang trí dễ hơn. Và cô muốn là cô sẽ trang trí luôn ngoài cái phần nền của nó, cho nên là cô sẽ chia mảng cái nền theo ý thích của cô. Cái nền của cô sẽ chia như thế này. Rồi, và bây giờ cô sẽ dùng những cái chấm màu để cô trang trí cái bức tranh của cô. Và cái lá thì cô sẽ dùng tông màu chủ yếu đó là màu xanh lá cây. Và cô sẽ chấm. Cô được hai mảng. Bây giờ mảng trên đây cô lại dùng màu xanh lá cây đậm. Rồi bây giờ cái thân, cái cuốn lá, cô sẽ chọn màu. Rồi, tới bước này thì mình đã hoàn thành chiếc lá. Nếu mà bạn nào thích á thì mình ngừng ở đây thôi cũng được, không cần trang trí thêm cái nền cũng không sao hết. Còn cô thì thích trang trí luôn cái nền, cho nên cô sẽ trang trí thêm cái nền. Cô sẽ dùng màu vàng.
Rồi, ok, xong. Bức tranh của cô đã hoàn thành rồi nè, các bạn thấy có đẹp không? Rồi xin mời các bạn cùng làm bài, và các bạn nên nhớ là phải chấm thật kỹ, thật đều để cho bài mình đẹp nha.